em gái luôn ghen tị, nhắc tên Britney Spears 300 lần. Jamie Lynn Spears nói cô gần như đánh mất lòng tự trọng khi sống dưới cái bóng của người chị nổi tiếng. Cô muốn được công nhận là ca sĩ, diễn viên giống Britney Spears. Trong chương trình thực tế Special Fox, World Talkies Test của Fox, Jamie Lynn Spears, em gái của nữ ca sĩ Britney Spears, cho biết điều khó khăn nhất thế giới khi sinh ra đã là em của Spears. Chị gái tôi nổi tiếng khắp thế giới khi tôi còn nhỏ. Tôi từng rất tự hào về chị, yêu như chết đi sống lại. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy lạc lõng với chị, cô nói. Trong chương trình, Jamie Lynn thổ lộ cô tự hào với thành công của chị, nhưng đôi lúc khao khát có bản sắc riêng, được xem là diễn viên. Ca sĩ hơn là sống dưới cái bóng của ngôi sao nhạc pop. Tôi luôn đấu tranh với lòng tự trọng, cô nói. Theo Basic, chị em nhà Spears có mối quan hệ đầy sóng gió. Việc Jamie Lynn không giúp chị thoát khỏi quyền giám hộ là giọt nước tràn ly. Điều đó khiến giọng ca toxic ghét bỏ em gái. Cô thậm chí đòi kiện cả gia đình, bao gồm em gái và gọi họ là những người đạo đức giả. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi Jamie Lynn hơn 300 lần nhắc tên Britney Spears trong hồi ký. Nữ ca sĩ tức giận, viết tâm thư yêu cầu em gái dừng mọi hành động gọi tên cô để trục lợi. Chào Jamie Lynn, cuốn sách của em viết về chị không tốt lành gì. Chị nói em là cặn bã, những điều khắc nghiệt vì em đối xử tệ với chị. Em đâu hiểu chị vì không bị gia đình kiểm soát. Chúc em có cuộc sống tốt đẹp, kia viết trên trang cá nhân vào thời điểm đó. Những gì Jamie Lynn trả lời phỏng vấn lại hoàn toàn ngược lại. Trong cuộc phỏng vấn của Good Morning America, em gái Spears nói cô luôn giúp chị thoát khỏi quyền giám hộ. Sau nhiều lần chỉ trích em gái, Britney Spears bất ngờ khen ngợi em gái là người dũng cảm, truyền cảm hứng cho người khác. Cộng đồng mạng cho rằng giọng ca criminal mỉa mai em gái vì Jamie Lynn thường nhắc tên cô để lấy lòng thương từ công chúng. Hiện tại Spears sống cùng chồng là người mẫu, diễn viên Sam Asghari sau khi kết thúc quyền giám hộ. Anh là người đồng hành cùng nữ ca sĩ suốt thời gian cô bị bệnh, vật lộn với sự kiểm soát của cha ruột. Điều bất ngờ là hai người ký hợp đồng tiền hôn nhân. Sam Asghari không nhận một xu nếu ly hôn công chúa nhạc pop.